Trong Tây Du Ký, ma quỷ khắp nơi, nhưng tại sao không có yêu quái nào dám vào đại đường? Tại sao trong Tây Du Ký, khắp nơi đều là yêu quái, nhưng không có ai dám gây rối ở đại đường? Mặc dù ngay cả dưới chân núi Linh Sơn cũng có yêu quái quấy nhiễu. Thuộc vùng Nam Thiệm Bộ Châu, nơi mà Như Lai gọi là Tà Hải, nhưng nhà đường thời bấy giờ lại vô cùng yên bình, không hề xuất hiện một bóng dáng con yêu quái nào. Điều này có liên quan đến một vị thần bảo vệ đại đường, mà thậm chí cả Phật tổ Như Lai cũng không muốn chọc giận đến. Vị thần bảo vệ này có lai lịch như thế nào? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Lỗi sai trong Tây Du Ký. Trong hồi thứ 8 của nguyên tác Tây Du Ký có miêu tả về nơi đại đường tọa lạc rằng Nam Thiệm Bộ Châu là nơi mà tham lam, dục lạc, sướng khổ lấn át, tranh giành và đổ máu nhiều. Đúng như câu nói, nơi này là chốn khẩu thiệt, sóng gió đầy rẫy. Đường đi lấy kinh của Đường Tăng và các đồ đệ dài đến 10.800 dặm. Khắp ba đại lục đều có yêu quái. Ngay cả nơi có Linh Sơn cũng đầy rẫy ma quái. Chỉ có vùng Nam Thiệm Bộ Châu của đại đường là không có bất kỳ nhóm yêu quái nổi tiếng nào. Khi Đường Tăng bắt đầu đi du hành, sau khi rời Trường An một đường bình an, cho đến khi đến đường biên giới ở núi Song Xoa mới gặp khó khăn đầu tiên trong chuyến đi, nhưng cũng chỉ là một con hổ dữ. Khi thấy hổ, Đường Tăng sợ hãi đến mềm nhũn cả chân, không dám có ý định chạy trốn khi phía sau là rắn độc, bên trái là côn trùng độc, bên phải là một mãnh thú mà mình chưa từng thấy. Đường Tăng chỉ cảm thấy đây là tai họa nguy hiểm nhất trên thế gian. Có thể ông sẽ mất mạng giữa đường trước khi lấy được kinh. Vào lúc này, một thợ săn tên là Lưu Bá Khâm xuất hiện, kịp thời dùng cung tên bắn hạ con hổ. Khi đó Đường Tăng cảm thấy đây hẳn là thử thách nguy hiểm nhất trong cuộc hành trình đến Tây Thiên. Nhưng thực ra, sau khi ra khỏi núi Lưỡng Giới, ông mới bắt đầu đối diện với thế giới thực sự. Tất cả những gì Đường Tăng gặp phải trong vùng đại đường chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ngoài Nam Thiệm Bộ Châu, ba đại châu còn lại đều là nơi quái vật hoành hành. Chẳng hạn như Hoa Quả Sơn ở Đông Thắng Thần Châu, chỉ riêng lực lượng khỉ của Tôn Ngộ Không đã có đến vài vạn. Ngoài ra còn có Ngưu Ma Vương và 72 động chủ. Mỗi người đều là một thế lực quái vật nổi tiếng trong một vùng. Đức Phật đã từng nói rằng toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu đều nằm dưới sự che chở của Phật, không có bất kỳ yêu ma quỷ quái nào hoành hành. Nhưng thực tế trong Tây Du Ký, Tây Ngưu Hạ Châu không chỉ có quái vật mà còn có những yêu quái hùng mạnh, có mối liên hệ chặt chẽ với Linh Sơn. Có thể nói đây là nơi có nhiều yêu quái nhất trong thế giới Tây Du. Chẳng hạn như Linh Cảm Đại Vương là con cá chép được nuôi trong ao sen của Quan Âm Bồ Tát, hay như Kim Xí Điểu luôn tự xưng là em trai của Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Chính tại chân núi Linh Sơn lại có một tên Sư Đả Lĩnh ở video trước Tâm Linh Cuộc Sống đã nhắc tới. Nơi được mô tả trong nguyên tắc của Tây Du Ký là một ngọn núi được tạo thành từ những bộ xương. Xương cốt như rừng, da thịt người thối rữa thành bụi phủ dày trên mặt đất, gân người thì quấn quanh như những dây leo trên cây. Tất cả đều là tội ác của những yêu quái trong Sư Đả Lĩnh. Sư Đà Quốc từng một thời hưng thịnh, giờ đây đã bị những yêu quái này tàn sát sạch sẽ. Thực ra Sư Đà Lĩnh nằm ngay dưới chân núi Linh Sơn, có thể nói là nằm dưới tầm kiểm soát của Như Lai Phật Tổ. Mặc dù dưới khoảng cách gần như vậy, Sư Đà Quốc vẫn không thể đợi được Đức Phật đến cứu trong suốt thời gian tồn tại cho đến khi bị diệt vong. Ngược lại, Sư Đà Lĩnh lại trở thành nơi tập trung yêu ma mạnh mẽ nhất trong Tây Du Ký. Vậy tại sao lại có nhiều yêu quái lang thang khắp nơi trên thế giới, nhưng chỉ có vùng Nam Thiệm Bộ Châu của đại đường là không có yêu quái? Có một giả thuyết cho rằng điều này là vì vùng Nam Thiệm Bộ Châu có một vị thần lớn bảo vệ. Vị thần này không phải là những nhân vật đạo mạo trong tiểu thuyết Tây Du Ký. Ngài căm ghét điều ác như thù địch, gặp yêu quái là phải triệt tiêu tận gốc. Ngài có sức mạnh phi thường, được gọi là cao thủ tiêu diệt yêu quái, đứng đầu trong tam giới. Đó chính là Chân Vũ Đại Đế. Trong Tây Du Ký, Chân Vũ Đại Đế cũng đã xuất hiện, nhưng mọi người không có ấn tượng gì về ngài,
vì ngài hoàn toàn không ra tay. Nếu Chân Vũ Đại Đế ra tay thì chắc chắn không có yêu quái nào là đối thủ của ngài. Vậy Chân Vũ Đại Đế thực sự là người mạnh mẽ đến mức nào mà yêu ma tràn ngập khắp nơi nhưng lại không ai dám xâm nhập đại đường? Khắc tinh của yêu ma trong Tây Du Ký. Khắc tinh thực sự của yêu ma không phải là Tôn Ngộ Không, không phải Như Lai hay Quan Âm, mà chính là Chân Vũ Đại Đế, người được gọi là Đãng Ma Thiên Tôn. Trong hệ thống đạo giáo, Bồ Đề Tổ Sư là sư tổ của đạo gia, tinh thông cả ba học thuyết, Nho, Phật và Đạo. Ngay cả Ngọc Đế và Như Lai trước mặt Bồ Đề Tổ Sư cũng chỉ có thể gọi ông là đệ đệ. Dưới Bồ Đề Tổ Sư là Nguyên Thủy Thiên Tôn, là vị thần tối cao của đạo giáo. Dù Ngọc Đế chỉ huy trên thiên giới, nhưng khi có việc lớn vẫn cần phải báo với Thủy Nguyên Thiên Tôn. Còn dưới Nguyên Thủy Thiên Tôn là những nhân vật cấp bậc như Ngọc Đế, Như Lai và Đãng Ma Thiên Tôn. Đại thần Đãng Ma Thiên Tôn, một trong bốn thánh nhân của phương Bắc, có vị trí và sức mạnh cao hơn so với Như Lai, nhưng không bằng được Ngọc Đế và Như Lai về khả năng quản lý. Vì vậy chỉ có thể giữ vai trò là một vị thần bảo vệ một vùng đất. Thế nhưng sức mạnh của Đãng Ma Thiên Tôn thật sự rất đáng gờm. Theo truyền thuyết, Đãng Ma Thiên Tôn là hoàng tử của quốc gia Tịnh Nhạc. Mẹ của ông trước khi sinh đã mơ thấy mình nuốt một mặt trời, trải qua quá trình mang thai 14 tháng và sinh ra ông. Sau khi ra đời, Đãng Ma Thiên Tôn chưa đầy 10 tuổi đã thấu hiểu đại đạo. Ông đã từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng, một mình lên núi sâu trong thung lũng để tu luyện. Nhiều năm sau, lòng tu hành chân thành của ông đã cảm động Ngọc Thanh Thái Tổ, Tử Hư Nguyên Chân. Tử Hư Nguyên Chân đã truyền dạy cho Đãng Ma Thiên Tôn bí đạo vô thượng, chỉ dẫn ông vượt biển Đông để đến một nơi bí ẩn du ngoạn. Trong hành trình, Đãng Ma Thiên Tôn đã gặp một vị thần và được tặng một thanh bảo kiếm. Sau đó ông trở về Trung Thổ, ở trên núi Võ Đang chuyên tâm tu luyện. Nhiều năm sau, vào ngày 9 tháng 9, Đãng Ma Thiên Tôn thăng thiên và được xếp vào hàng bất tử. Từ đó, ngài trấn giữ phương Bắc. Con đường tu luyện của Đãng Ma Thiên Tôn không hề gian nan, mà ngược lại giống như được sắp đặt. Chỉ sau vài chục năm, ngài đã trở thành một vị thần vĩ đại. Có một số ý kiến cho rằng Đãng Ma Thiên Tôn có thể là con trai của Hoàng đế Bản Cổ. Vì vậy, ngài sở hữu thân thể cường tráng, khó ai sánh kịp và tài năng khiến vô số thần tiên phải ghen tị. Sau khi đạt được thành quả, sức mạnh của Đãng Ma Thiên Tôn mới bắt đầu phát huy. Khi đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang truyền đạo ở Nam Tân Bộ Châu thì phát hiện ra yêu ma hoành hành nơi nhân gian. Khí uế bốc lên thẳng đến Nam Thiên Môn. Vì vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã ra lệnh trực tiếp cho Đãng Ma Thiên Tôn chỉ huy thiên binh, trừ yêu phục ma. Sau khi nhận lệnh, Đãng Ma Thiên Tôn chỉ mất một đêm để dọn dẹp sạch sẽ những yêu ma hoành hành nơi nhân gian. Những yêu ma đang ẩn náu, nghe đến tên ngài đều sợ hãi đến run rẩy. Cứ như vậy, Nam Thiệm Bộ Châu đã đón nhận hàng trăm năm hòa bình. Tuy nhiên, một số yêu ma mới xuất hiện chưa từng thấy sức mạnh kinh hoàng của ngài, nên lại tiếp tục gây rối. Sự hỗn loạn của thời kỳ Ngụy, Tấn, Nam Bắc Triều, theo truyền thuyết dân gian, chính là kết quả của sự quấy phá của yêu ma. Đãng Ma Thiên Tôn nghe tin yêu ma tái xuất cũng cảm thấy phiền phức. Lần này, ngài không chỉ dọn dẹp yêu ma Nam Thiệm Bộ Châu, mà ngay cả những yêu ma ở các khu vực khác cũng bị ảnh hưởng. Từ đó trở đi, những yêu ma may mắn sống sót đều lần lượt tháo chạy. Trong Tây Du Ký, sở dĩ không có yêu quái nào dám bước vào đại đường là vì đại đường có Đãng Ma Thiên Tôn, tức là đế vương Chân Vũ trấn giữ. Vậy tại sao Đãng Ma Thiên Tôn lại không ra tay giúp đỡ Tôn Ngộ Không khi nhận được lời cầu cứu mà phải phái hai đồ đệ sức mạnh tầm thường đến trợ giúp? Vấn đề này liên quan đến cuộc đấu tranh giữa Phật giáo và đạo giáo trong nguyên tắc của Tây Du Ký. Cuộc đấu tranh giữa Phật giáo và đạo giáo trong Tây Du Ký. Tây Du Ký kể về hành trình thu thập kinh điển của thầy trò Đường Tăng, nhưng bối cảnh của câu chuyện lại mang ý nghĩa sâu sắc. Trong truyền thuyết, đại đường nằm ở Nam Thiệm Bộ Châu, nơi đạo giáo rất thịnh vượng, còn Phật giáo bị lạnh nhạt. Để đưa Phật giáo trở nên thịnh vượng, Như Lai Phật Tổ đã phái một đồ đệ của mình là Kim Thiền Tử chuyển sinh thành Hòa Thượng Đường Tăng của triều đại Đường. Sau đó, Đường Tăng đã đi về Tây Thiên để thỉnh kinh, mang các kinh điển về đại đường phổ cập giáo dục Phật học. Thế nhưng tại sao lại phải tổ chức một hành trình thỉnh kinh như vậy, trong khi kinh Phật có thể trực tiếp chuyển cho đại đường? Có thể liên hệ điều này với những câu chuyện thương hiệu của các doanh nghiệp hiện đại, như việc nhiều thương hiệu phải có câu chuyện mới có thể nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Đồng thời, Như Lai Phật Tổ
cũng cần thông qua lễ nghi này để giúp Đường Tăng trở thành nhân vật trung tâm của đạo giáo, đối mặt với việc Phật giáo đang dần xâm chiếm lãnh thổ. Đạo giáo tự nhiên sẽ không thể thờ ơ. Nếu không có sự đồng ý của đạo giáo, thì về căn bản, Phật giáo sẽ rất khó để có thể xây dựng được kế hoạch thỉnh kinh như thế này. Vậy nên, rất có thể giữa hai bên đã tồn tại một thỏa thuận gì đó. Chúng ta có thể thấy rằng, trong nhóm 4 người thỉnh kinh, chỉ có Đường Tăng là người thuộc về Phật giáo, còn Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới và Sa Tăng đều là các nhân vật từ đạo giáo. Sư phụ của Tôn Ngộ Không là Bồ Đề Sư Tổ, từng giữ chức quan trong thiên đình. Chư Bát Giới là Thiên Bồng Nguyên Soái, còn Sa Tăng là Quyển Liêm Đại Tướng. Dù tất cả đều đã phạm lỗi trong thiên đình, nhưng không đến mức bị đuổi khỏi đạo môn. Đạo giáo và Phật giáo đã đạt được thỏa thuận rằng, thông qua một buổi lễ thỉnh kinh, có thể cử vài vị quản lý cấp cao đến Ninh Sơn. Như vậy, dù Phật giáo có thể truyền giáo ở Nam Thiên Bộ Châu, nhưng vẫn phải chịu sự giám sát và kiểm soát của đạo giáo. Chúng ta có thể hiểu được vì sao khi Tôn Ngộ Không gặp nạn, Đạt Ma Thiên Tôn giang tay cứu giúp nhưng lại không can thiệp. Lúc thầy trò Đường Tăng gặp phải Hoàng Ni Lão Quái, một nhân vật có pháp lực cao cường và sở hữu bảo bối rất mạnh là Não Bạt Vàng, khiến Tôn Ngộ Không vô cùng khốn khổ. Vì vậy, hắn chỉ còn cách đi khắp nơi tìm viện trợ, cầu cứu đến Đạt Ma Thiên Tôn ở núi Võ Đang, tỉnh Hồ Bắc. Theo lý mà nói, một khi Thiên Tôn ra tay, Hoàng Ni Lão Quái chắc chắn sẽ không còn trốn dung thân. Nhưng ngài lại lấy lý do rằng Ngọc Hoàng chưa ra lệnh nên không thể tự mình ra tay, chỉ cử một vài thuộc hạ đi hỗ trợ. Thế nhưng, những thuộc hạ này cũng bị quái vật Hoàng Mi khống chế, suýt nữa đã trở thành thức ăn của lão. Nguyên nhân Đãng Ma Thiên Tôn không ra tay không phải vì không đủ sức đánh bại Hoàng Mi Lão Quái, mà vì sự không đồng đều về thân phận. Thứ nhất, Thiên Tôn thuộc tầng lớp Như Lai và Ngọc Hoàng, làm sao có thể tự mình ra tay chỉ vì một con quái vật nhỏ. Thứ hai, Hoàng Mi Lão Quái là người của Phật Di Lặc, và Phật Di Lặc là người kế nhiệm của Như Lai. Nếu tự mình ra tay đánh bại Hoàng Mi Lão Quái, tiếp theo, Đạt Ma Thiên Tôn nên xử lý như thế nào? Liệu có nên thả đi mà không phạt? Còn phạt sẽ tạo ra hiềm khích với Phật Di Lặc. Mặc dù Đạt Ma Thiên Tôn không hẳn là sợ hiềm khích, nhưng cũng không cần thiết phải làm như vậy. Hơn nữa, tất cả những người thuộc tầng lớp như ngài đều hiểu rõ về sự giao thoa giữa Phật và Đạo trong thỏa thuận của việc thu thập kinh điển. Ngài biết rằng Đường Tăng sẽ phải trải qua thử thách này và không gặp hiểm nguy đến tính mạng. Ngay cả khi Đã Ma Thiên Tôn không can thiệp, Phật Di Lặc cũng sẽ tự mình ra tay. Diễn biến sau đó diễn ra đúng như dự đoán của Đã Ma Thiên Tôn. Phật Di Lặc đã tự đến mang Hoàng Mi Lão Quái đi, mà quái vật này cũng không bị trừng phạt gì. Câu chuyện trong Tây Du Ký nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản, nhưng tác giả đã chôn vùi vô số mạch ngầm trong đó. Có sự nhìn nhận lịch sử, nhưng cũng có sự châm biếm về thực tại của thời đại mà tác giả đang sống, khiến độc giả càng xem càng cảm thấy sâu sắc. Bạn nghĩ gì về tác phẩm kinh điển này? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.